Hi, xin chào tất cả các bạn nhé. Chào mừng các bạn đến với channel của mình Kitten Mèo Ven. Hôm nay mình lại quay video về bé mèo Min. Hiện tại bây giờ đang là buổi sáng và hôm nay trời có một chút mưa. Bạn Min đang chơi ngoài sân. Hôm nay 5 giờ hơn rồi nhưng mà trời rất là âm u. Min này. Bé đang nghiên cứu cái túi ba lô. Các bạn xem video thấy hay thì hãy nhớ like, đăng ký kênh ủng hộ Kitten Mèo Ven nhé. Để mình có thêm nhiều động lực làm những video tiếp theo cho bạn xem.